Khăn Xô cho Huế là sao bác? Ông Nguyễn Đắc Xuân ông có về nói rồi anh Hùng cho tôi gửi lời thăm bà cái Nhã Ca. Tất cả chuyện cũ tôi bỏ qua, tôi chỉ cần chị Nhã Ca viết cho tôi một câu: xin lỗi lại tôi đã mất ông Nguyễn Đắc Xuân chết trong lúc ông ấy còn đang sống. Còn bà Nhã Ca nói ông Nguyễn Đắc Xuân chết mà. Ông Nguyễn Đắc Xuân qua đây còn biểu tình, còn phản đối, chống đối, không cho ông Nguyễn Đắc Xuân ấy. Vâng, thì tôi thấy có hai vợ chồng nào phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Xuân ở cái tư gia của ông ấy, nghĩa là Ở Huế gần gần đập đá. vâng dài lắm, mà năm năm đoạn, năm đoạn thì ở trong ấy ông ấy nói chuyện này, thì là ông ấy nói những cái sai lầm mà bà Nhã Ca, không phải là để nói chuyện ông ấy chết đâu, mà nhiều sai lầm khác, những các cái vị trí đó nó nói thành ra ông ấy bảo bà Nhã Ca là sửa lại, bà ấy không sửa. À, đúng rồi. Thì vâng, thì ông ấy nói ở trong cái clip vừa rồi cho tôi đọc, rồi tôi thấy rằng thì là bà ông ấy là ông ấy viết một cái cuốn là Giải Khăn Xô cho Nhã Ca. Vâng. Ồ, thế à, tức là bây giờ bà Nhã Ca nói ông chết, bây giờ ông lại gắn cái khăn xô đó cho bà Nhã Ca. Và cái là một mới lệ bên cạnh đó đó thì người ta cứ đặt cái vấn đề rằng thì là cái cuộc thảm sát Tết Mậu Thân ở Huế ở biết đó, thì theo suy nghĩ của tôi nó có hai cái vấn đề thế này. Trước tiên đó là tại sao cái Tết Mậu Thân đó thừa cái dịp hưu chiến mà Cộng sản Việt Nam khi mà họ làm cái điều gì đó, thì là họ một cái chiến dịch, họ cho một cái tên mà theo tôi nó rất chính xác, Đúng rồi. tức là cuộc tổng tấn công và nổi dậy vào cái dịp đó. Thế thì cuộc tổng tấn công và nổi dậy mà mình thấy rằng thì là hình như là trong ở bốn thành phố và mấy chục quận huyện. Dạ Thế vâng. thì cả và mấy chục quận huyện đó có cả Sài Gòn mà mình sống đó, Dạ. mà mình chả thấy, thì tại sao nó lại chỉ xảy ra có ở Huế thôi. Vâng. Dạ. Đấy, đó. À, vậy thì ở Huế nó có vấn đề. Dạ. Ở Huế là nó chồng chất tất cả những cái oan khiên thù hận nhau. Dạ. Từ Đại Việt Đại Viết cho tới thời ông Diệm, cho tới những các cái thâm căn cố đế, từ thời vua viết cho tới cái chế độ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Cẩn, phải không ạ? Làm những các cái chuyện nó vô cùng ác ôn là trong cái đó. Cho nên đây là một chuyện là những đảng phái và những người này giết nhau, chứ không phải rằng thì là cái quân Bắc Việt mà nó vào 3 ngày đầu là Mỹ nó cũng chả đánh, và cái quân Bắc Việt này đó thành ra mình mới thấy rằng thì là cái vấn đề mà ở Huế nó là vấn đề chính cái vùng đất sỏi đá này đó, nó chứa chấp không biết bao nhiêu mâu thuẫn, nó dồn nén lên của cái dân tộc ở trong đó, và họ thanh toán nhau chứ chả có ai thanh toán. Nhà bên này thù thằng này, bên cạnh đó Đúng dạo rồi, trước nó ở đúng. trong quân đội, thằng này dạo trước nó ở xã hội, thằng này dạo trước nó là đi theo Ngô Đình Cẩn, cái thằng này dạo trước nó hành hạ. Thành ra Nó lợi dụng mình hoàn cảnh. vâng đấy là hoàn toàn, tức là nó chồng chất cái đó lên, thành ra với cái đó, mấy chục địa điểm mà tại sao nó chỉ xảy ra ở Huế Nhiều ấy, được. Vâng, đúng. và cái thứ hai là mình mới thấy rằng thì là cái thứ hai là mình mới thấy rằng thì là ở trong các cái báo Mỹ nó nói là cái hậu quả của cái After Tết Offensive, cái cuộc nổi dậy, cái cuộc tấn công ở Huế đó, thì nó đi vào lịch sử của cuộc chiến Việt Nam, nó là một bước ngoặt của cuộc chiến Việt Nam, và người ta mới
nói tới một cái vai trò của ông Lê Duẩn. Vai trò của ông Lê Duẩn vô cùng lớn. Ông nói chuyện rằng thì là ông Lê Duẩn thì ông ấy nghĩ rằng thì là đây là cái lúc thuận lợi. Ông ấy đánh giá tình hình của nước Mỹ sau khi mà Việt Nam hóa chiến tranh, cả cái phong trào phản chiến đó, lúc trước nó đã ngấm ngầm rồi. Nhưng mà ông ấy thấy rằng thì là đây với một cái cuộc tấn công này mà nổi dậy ở gần này thành phố với gần này gì đó thì sẽ đánh gục cái ý chí của người Mỹ. Và do đó mà ông ấy, cái tin tức mà người ta phân tích đó, thì nói chuyện rằng thì là ông Hồ Chí Minh cũng không muốn cái đó. Và Võ Nguyên Giáp cũng không muốn cái đó. Do nên chính Lê Duẩn đã bố trí để mà Hồ Chí Minh đi qua bên Trung Quốc chữa bệnh. Và Võ Nguyên Giáp đó cũng đi qua một cái nước xã hội chủ nghĩa nào đó, an dưỡng cái gì đó. Và để mà ông Lê Duẩn ông ấy làm cái đó. Và đứng về phương diện mà quân sự đó thì đây là một cái cuộc thảm bại, cuộc thua. Và cuộc thua hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà về phương diện chiến lược và ông ấy đánh đúng cái điểm, cái nhược điểm mà nước Mỹ đã bắt đầu chán nản cuộc chiến. Do đó mình mới thấy cái công của Lê Duẩn, cái vision, cái nhìn chiến lược của Lê Duẩn nó lớn lao thế nào. Cho nên năm nay người ta mới tổ chức 50 năm cái Tết Mậu Thân, cái cuộc đó. Chứ không phải rằng thì là nhà cầm quyền này tự dưng lại gây một cái thù hằn hay là kỷ niệm một cái chiến thắng, chưa chắc nó là chiến thắng ruồi bu đâu. Nhưng mà cái này đó, nó mới dẫn tới Việt Nam hóa, nó mới dẫn tới cái hội nghị Paris, nó mới dẫn tới, nó là mở đầu để mà tiến tới cái 30 tháng 4. Đấy mới là cái quan trọng. Tôi suy nghĩ về cái đó thôi. Vâng, bác nói rất là đúng. Ông Lê Duẩn đã được nổi tiếng là người thân Nga. Nhưng mà cái chiến thuật đó, phải công nhận rằng ấy, cái trận Mậu Thân đó thì về vấn đề mà quân sự thì coi như là ở miền Bắc thất bại. Nhưng mà về mặt tuyên truyền và ngoại giao thì đó là một cái chiến thắng rất lớn. Vì cái trận đánh Mậu Thân đó mà cái tinh thần dân chúng Mỹ bắt đầu đã bị hoang mang rồi. Và khi mà nói tới cái vấn đề đó thì chúng tôi nghĩ tới cái vấn đề mà gọi là tại sao họ nói người Việt Nam Cộng Hòa nó vẫn là ngụy. Bởi vì đó, tất cả những cái chuyện gì đó ngày hôm đó rõ ràng 3 ngày là bên Mỹ không có phản ứng. Tức là bên Mỹ đã có cái thỏa hiệp ngầm với lại miền Bắc. Tức là chúng tôi ok, hai bên quý vị cứ đánh nhau, còn Mỹ không can thiệp. Tới khi mà tòa đại sứ Mỹ bị thì lúc đó Mỹ mới nhảy vào. Và nếu mà Huế mà không có Mỹ đó thì chắc chắn rằng là Huế bị mất. Bởi vì Ngô Quang Trưởng đã lên, lúc đó là đang là tư lệnh sư đoàn 1 á. Sư đoàn 1 được mệnh danh là Big Red One của Việt Nam đó, tại vì bên Mỹ nó có một cái bộ binh, nó có một cái sư đoàn gọi là sư đoàn 1 Big Red One, nó số 1 đỏ này. Thì cái ông Trưởng đã nói rằng là nếu mà không tôi chuẩn bị tự tử thì ông Lê Quang Lưỡng vội vàng là phải bằng giá nào phải đi vào cứu ông Ngô Quang Trưởng. Nhưng mà thật sự rằng nếu mà không có mà hải quân Mỹ mà nó bắn pháo binh vào để mà tiêu diệt những cái lực lượng của ấy thì của quân Bắc Việt mà bao vây cái cố đô ấy thành nội rồi thì chắc chắn là bị tiêu diệt rồi. Thì tôi thấy rằng á, ngay cả cái trận Điện Biên Phủ, 80% chi phí của cái trận Điện Biên Phủ của Pháp đều do Mỹ cung cấp. Từ máy bay chiến cụ rồi tới súng đạn này kia, 80%. Mà Mỹ đã viện trợ cho tới 1,7 tỷ đô la hồi năm 1950. Từ 1,7 tỷ cho lên tới 2,7 tỷ. Trong khi đó, năm 1954 lại viện trợ thêm 1,3 tỷ đô la. Rốt cục thì Điện Biên Phủ vẫn bị mất.
Thế tại sao đó chúng ta không gọi là quân Pháp đó là quân đánh thuê cho Mỹ? Tại vì rõ ràng đánh thuê cho Mỹ rồi. Thì Việt Nam Cộng Hòa đó, quý vị có bị mang tiếng là đánh thuê nó cũng không ngoan. Không ngoan là bởi vì cái trận Mậu Thân, bác Cường nói rồi. Tại sao đó bốn tỉnh, bốn thủ đô và cả hai mươi mấy tỉnh bị đánh mà tại sao lại chỉ có cái chuyện mà xảy ra tại Huế? Rõ ràng đó là phe ta thanh toán phe mình. Chúng tôi nghĩ rằng lúc đó hai cái lực lượng rất lớn là Việt Nam Quốc Dân Đảng và Đại Việt Quốc Dân Đảng thanh toán nhau chứ chẳng có Việt Cộng nào vào đây mà giết người. Người ta vào người ta lo, người ta chạy còn không kịp nó đi quay lại đi giết người. Nói chuyện vô lý. Quý vị nào mà đã làm lính ấy, thì quý vị phải biết khi mình vào mình chiếm mục tiêu nó rất rộng, rộng như vậy, nó một thành phố Huế như vậy. Chạy quân ra để giữ còn chưa nổi nữa, còn có chỉ giờ mà đi thanh toán thì giết 3.000 người, 4.000 người. Bây giờ cái những cái tài liệu bây giờ rõ ràng nói rằng là cái Mậu Thân 1968, ai bức tử ai, nó lòi ra rồi. Tất cả đều là những cái bài bản hết, cũng giống như cái vụ mà biểu tình tại tại Thừa Thiên Huế và ông đại tá Đặng Sĩ, ông thiếu tá Đặng Sĩ mà cho lựu đạn, thảy lựu đạn ra cho giết dân, bây giờ nó lòi ra hết. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà ngay trong tờ báo, trong cái bài mà Wikipedia có viết như này, thời gian này ở tất cả các cấp bộ trong quân đội viễn chinh Pháp đều có cố vấn Mỹ, và người Mỹ có thể đến bất cứ nơi nào để kiểm tra tình hình mà không cần sự chấp thuận của Tổng Chỉ huy lực lượng viễn chinh Pháp. Sự phụ thuộc quá nhiều của Pháp vào Mỹ khiến cho tướng Henry Navarre than phiền trong hồi ký rằng địa vị của chúng ta đã chuyển thành địa vị của một kẻ lính đánh thuê đơn thuần cho Mỹ. Người Pháp họ tự họ nhận rằng lính đánh thuê cho Pháp, cho Mỹ. Trong khi người Việt Nam mình thì không dám là lúc nào cũng lại mặc quần mặc áo lên. Quý vị đi qua bên Ý với bên Pháp, họ đang cần mấy người mặc quần áo. Tôi gọi là lính 30 tháng 4 của Bunsa này, đi qua bên đó mặc quần áo đi cầm súng này. Là lính bây giờ không có tác chiến ở trong thành phố, vác súng đi lãnh tháng lãnh lương. Nhưng mà công nhận lính ở bên nó trông nó oai thật, tại vì nó trẻ. Không, bây giờ thì thực ra thì cái bộ mặt bây giờ nó lại là đối đầu với khủng bố cơ, đối đầu với lại thành ra bây giờ thế giới là hàng ngày cả ngày để lo những cái con sói cô đơn, con sói cô đơn. Nó có hoàn toàn, và cái đó nó có một cái chữ mà nghe nó dễ hiểu lắm, nó gọi là soft target. Yeah, tức là rồi. Những các cái mục tiêu mềm. Mục tiêu mềm tức là những nơi nào mà không có phòng bị. Chứ bây giờ tôi tấn công vào thành, tôi tấn công vào những nơi có phòng bị thì không, tôi tấn công vào những nơi không có phòng bị mà những nơi đó gây tiếng vang. Tôi đánh vào dân vô tội, càng đông người thì tôi tấn công. Có thế rồi. Đúng rồi. Ừ. Thì có một người, anh nói gửi email cho tôi hỏi. Anh lý luận như này. Pháp chiếm Việt Nam, không có người Việt biên. Nhật chiếm Việt Nam, không có người Việt biên. Mỹ chiếm Việt Nam, cũng không có người Việt biên. 30 tháng 4, 75, cả triệu người Việt vượt biên. Thì như vậy chứng tỏ rằng Cộng sản, người ta sợ Cộng sản, người ta ghê Cộng sản. Tôi trả lời anh ta thứ nhất. Anh, tại sao anh dùng cái chữ Mỹ chiếm Việt Nam? Thế hóa ra là anh rõ ràng anh công nhận cái chuyện mà Mỹ vào Việt Nam, tức là Mỹ chiếm Việt Nam rồi, giống như Pháp rồi. Pháp chiếm Việt Nam không có ai đi. Ok. Lúc đó đi đâu? Ai cho đi? Thế rồi Nhật chiếm Việt Nam, không có ai đi tản. Đi đâu? Nhảy ra biển chỗ nước nào nó chứa. Bây giờ tới lượt bây giờ là 30 tháng 4 bà con đi thì cái chuyện nó rất rõ ràng, cũng giống như đại lộ kinh hoàng mà ông nhà báo Nguyễn Tú ấy, viết rằng là cuộc cái bỏ phiếu bằng chân. Chứ bây giờ tôi hỏi rằng một hai phe
dân chúng ở đây bây giờ Việt Nam Cộng Hòa đấy, đã mất cái chính nghĩa là bảo vệ dân chúng, tại vì cái nhiệm vụ của quân đội là cái gì? Bảo quốc an dân. Bây giờ cái dân ở đó không bảo nên bỏ chạy thì dân nó bỏ chạy theo, cái gì mà gọi là bỏ phiếu bằng chân. Thì ngày 30 tháng 4 cũng vậy, các anh leo tàu, các anh leo máy bay, các anh chạy thì dân chúng phải chạy thôi, có gì đâu mà là lý luận. Cho nên là lý luận đúng là lý luận ngu, lý luận cùn. Bác còn gì chia sẻ bác?